bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Tiến Dũng số 7, Hiệu Đèn số 20, Chủng Cối là số 21 và tất nhiên là ngôi sao trên hàng công Viết Khương là số 16. Viết Khương đang nằm sân. Một va chạm khá đau trước khi vào trận chung kết này thì Viết Khương đã gặp phải một chấn thương. Trong trận chung kết là chắc chắn là sức nóng, sự căng thẳng và kịch tính vẫn sẽ được cả hai đội bóng đưa ra ngày hôm nay. Bóng đá là trò chơi mang tính đối kháng và chúng ta không tránh được những va chạm trong công tác dưỡng thương, và anh đang là bệnh binh 1/7. Đã có tiếng còi của trọng tài, chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Phong Gió. Rất may đây là một tình huống mà bóng ở bên ngoài vòng cấm. Một đường chuyền rất hay. Đúng là bóng đã chạm tay Phong Gió. Đây là giải đấu bị hoãn lại 1 năm. Thế này không được. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía vòng Việt. Với một giải đấu danh giá như giải lễ hội truyền thống Văn Xá. Cơ hội quân cơ không vào. Phạt thoát đi, nhưng đó là một tình huống mà Quần Cò hoàn toàn, Tuấn Cò hoàn toàn có thể đưa ra một sự lựa chọn, đó là phối hợp với đồng đội. Tuấn Cò đứng trước bóng trong quả đá phạt này đang là Nam Điện, Nam Bạc. Nam Bạc đá thẳng vào trong, nhưng vẫn là pha xử lý tốt tới từ thủ môn Tính Còi. Luôn luôn là những pha xử lý vô cùng chính xác tới từ người gác đền của câu lạc bộ Vọng Nguyệt. Có Tính Còi là gần như là 50%, thậm chí là 70-80% sức mạnh của câu lạc bộ Vọng Nguyệt. Rất hay, Tuấn Cò băng xuống, Tuấn Cò căng ngang không được. Vẫn Cò. Một cầu dành cho cầu thủ FC này. Người được chọn để thay thế cho Công Ozil ở trận đấu ngày hôm nay, Văn Thái đã tỏa sáng. Một pha hứng bóng hay chuẩn chỉ đến từng mm tới từ số 86 của câu lạc bộ này. Nhưng trước đó hãy gọi tên Tuấn Cò với một tình huống kéo bóng xoay người băng xuống cực hay. Pha bóng đầu tiên không để gạt sang ngang dành cho Quân Còn, nhưng Văn Thái đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để mở tỷ số cho câu lạc bộ này. Một tình huống mà hàng phòng ngự của Vọng Nguyệt đã bị đánh bại. Kiến Dũng, pha xử lý tốt của Chu Nghị. Nghị ngựa, Kiến Dũng đã cắt được bóng, sút ngay, không vào. Một pha bóng hơi chủ quan của Nghị ngựa. Và với một tiền đạo có khả năng chấp được cơ tốt như Kiến Dũng thì thiếu chút nữa anh đã khiến cho thủ môn Thường Đề Gea phải vào lưới nhặt bóng. Huấn Con không được, pha trèo bóng hướng vị trí của Nam Bạc. Phong Touré vẫn là trung vệ màu số 5 này rất tỉnh. Tuấn Cò bước 1-2 căng ngang đánh đầu. Nghi ngựa điểm tên mình lên bảng điểm số và 2-0 dành cho FC này. Lại một tình huống nữa mà Tuấn Cò là người mang đến đường chuyền quyết định.
Và lần này Nghi Ngựa là người được hưởng lợi. Một tình huống tạt bóng như đặt vào đầu của cầu thủ trưởng thành từ trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Chính xác hơn là Tuấn Cỏ. Tuấn Cỏ đã có hai đường chuyền quan trọng. Và bây giờ là Nam Bắc. Lại là Tuấn Cỏ, không vào. Không vào. Những diễn biến trên sân là quá nhanh. Khi mà Nai vừa có bàn thắng thì họ lại tiếp tục dâng cao. Họ lại gây ra sức ép để khiến cho Vọng Nguyệt không biết đâu mà lần. Và Tuấn Cỏ vừa rồi thiếu chút nữa đã mang đến một hiệp đấu mà có lẽ là điểm 10 cũng là không đủ để dành cho anh. Những tình huống chuyền bóng cắt tiết tới từ Tuấn Cỏ. Quân còn. Khối đội hình của FC Nai đang được kéo rất rộng, làng toàn mặt sân. Tuấn Cỏ sang ngang dành cho Văn Thái. Không được, pha cản phá quan trọng của thủ môn Tính Còi. Bóng đến chân của Sona. Cầu thủ năm nay mới có 19 tuổi thôi. Và anh thường xuất phát ở băng ghế dự bị trong đội hình của câu lạc bộ Vọng Nguyệt. Khá hay, Chiến Cát Tê. Vẫn là Chiến Cát Tê. Và đó là một tình huống mà Nam Bạc đã có lẽ là sút nhầm bóng rồi. Thay vì sút bóng thì anh sút trúng chân của Chiến Cát Tê. Một chiếc thẻ vàng dành cho Lương Thanh Nam, cầu thủ quê Đô Lương. Một tình huống mà có lẽ là tất cả mọi người trong làng Mẫn Xá này nghe tiếng tộp như vừa rồi thì cũng phải dùng mình. Bóng rất quan trọng với cầu thủ Vọng Nguyệt. Chiến Cát Tê sút ngay từ Tiến Dung, nhưng đó tình huống dứt điểm lên không trung của số 7 bên phía Vọng Nguyệt như một viên đạn, và cuối cùng đã bị chặn lại bởi Tiến Dung. Chiến Cát Tê bước một rất hay, nhưng vẫn là Nam Bạc. Vẫn là Nam Bạc. Mở tốc. Rất hay, Tuấn Cỏ. Thả xuống dành cho Nam Bạc. Đã có pha can thiệp tới từ Xuân An. Thả bóng rất hay dành cho Nghi Ngựa. Qua người, Nghi Ngựa. Nghi Ngựa không vào. Không có tình huống đá bồi của Tuấn Cỏ. Một tình huống mà Quân Quân thả bóng tuyệt hay, và Nghi Ngựa thì xử lý vô cùng mềm mại. Nhưng thủ thành Vạn Tính cùng với điểm nối giữa xà ngang và cột dọc đã cứu thua cho khung thành của câu lạc bộ FC Vọng Nguyệt. Chọn đúng vị trí để tung ra cú đá, không cho Tính Còi một cơ hội nào để cản phá. Rất hay, xoay người hay từ phong gió cơ hội. Nhưng cú đá của Tiến Dung lại đi ra ngoài. Anh đã đưa bóng đi ra ngoài. Một tình huống mà khoảng trống ở trung lộ bất ngờ xuất hiện và phong gió đã khai thác rất tốt. Một tình huống đột lên bất ngờ của trung vệ này. Lại là Tuấn Cỏ. Vẫn là Tuấn Cỏ, vẫn là Tuấn Cỏ. Bóng bên chân của Viết Khương. Vẫn là Viết Khương, lắc vào trong, lại cắt inside nhưng không qua được Nghi Ngựa. Trọng tài đã cắt còi với lỗi của Chu Nghị. Không có gì xảy ra cả. Không có gì xảy ra và với Nghi Ngựa. Và Hồng Biều sẽ được cho vào sân để thay thế cho Văn Thái. Số 86 rời sân. Chiến Cát Tê. Đường chuyền nhanh. Khai không bao. Và cản phá bằng bộ phận không thường thấy của các cầu môn. Một pha bóng mà cũng có thể nói lập thường được kìa, đã lấy thân mình lấp lỗ châu mài. Anh đã giơ mặt ra để cứu thua cho các cầu thủ FC Nai sau tình huống lắc đầu theo phong cách của Lê Công Vinh tới từ Tiến Dung. Tiến Dung chơi rất hay, chọn vị trí hay, di chuyển tốt. Cú đánh đầu cũng là cực tốt nhưng cũng không thể đánh bại được sự xuất sắc mang tên Thường Được Kìa. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để đánh bại thủ môn Thường Được Kìa. Nguy hiểm, không vào. Một phong ánh chơi vô cùng hiện đại tới từ tiền đạo của cầu thủ FC Vọng Nguyệt. Nam Bạc tăng lên. Hồng Biêu xử lý rất bình tĩnh tới từ số 16. Quân Còn đường chuyền vào trong, đánh đầu. Và phối hợp đậm chất Hoàng Anh của cầu thủ FC Nai với tình huống tạt sớm tới từ Quân Còn. Và phá ánh đầu của Tuấn Cỏ cũng là khá tốt nhưng bóng đã đi không chính xác. Tính Còi.
Nam Bạc đang khiến cho những tình huống này của cao thủ Vọng Nguyệt thực sự là gặp khó. Tuấn Co đối đầu với Hải Quýt, đã qua được Hải Quýt. Tuấn Co căng ngang dành cho Tuấn Co hay không, nhưng đã có tình huống can thiệp của Xuân An đã mang đến bàn thắng mở tỷ số. Phong Gió được chuyển hơi mạnh dành cho Chiến Can Tể, thả bóng rất hay. Tuấn Co bóng lại về chân của Quân Con. Tuấn Co, Tuấn Co không vào. Chưa có bàn thắng dành cho người chơi hay nhất trong trận đấu này. Hồng Miêu đường chuyền nhanh của Quân Con không được, nhưng đã có lỗi của Chiến Can Tể, đã có lỗi của Chiến Can Tể với Tuấn Cỏ. Hãy xem này, chạy bài pha đá phạt này như nào. Quân Con trả bóng ra dành cho Tuấn Cỏ. Bàn thắng để khẳng định màn trình diễn. Điểm 10, điểm 100, điểm 20, điểm tối đa mắc lực dành cho Tuấn Cỏ trong ngày hôm nay. Một kiến tạo, một tiền kiến tạo và một bàn thắng. Để rất có thể sẽ là bàn thắng để mang đến chiếc cúp vô địch dành cho câu lạc bộ này. Một pha phối hợp đá phạt vô cùng đơn giản, nhưng với một cầu thủ có đôi chân rất ngoan như Tuấn Cò thì mọi thứ là rất đơn giản. Bạ Cổng Xuân An, Viết Cường, bóng dưới chân Xuân An khá hay, có thể rút ngay đến từ Xuân An và đã khiến thủ môn Tường Đi Kia phải trổ tài. FC Nai sẽ có sự thay đổi người. Người Hùng, Tuấn Cò sẽ rời sân, anh sẽ được cho ra nghỉ và người vào sân đó là Xuân Tiệp. Hải Quýt phối hợp hay, Xuân An băng lên chân trái vẫn không thể đánh bại được Phong Touré. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi ba hồi còi để kết thúc trận chung kết dòng đá lễ hội truyền thống Bát Xá năm 2021. Xin được chúc mừng tân vương của giải đấu, FC Nai đã giành được chức vô địch. Họ đã vượt qua được cánh cửa thiên đường, nơi mà họ đã gục ngã trong năm 2019 trước cao thủ Bát Xá, để chính thức trở thành nhà vô địch của dòng đá truyền thống Bát Xá năm 2021. Một lần nữa xin được chúc mừng FC Nai, nhưng cũng xin được cảm ơn FC Vọng Nguyệt. Họ đã có một giải đấu vô cùng tuyệt vời và chỉ chịu thua trước đội bóng được coi là mạnh nhất tại giải đấu năm nay.